越过了山坡，顶着太阳的我，喜欢汗水划过脸颊那一刻，你路我很多，逞强说会赢我，不得不说你再次遇错对手。看月一朵朵拼凑成我们想要的模样，你微笑着对我说，有着初向往。一边弹琴，我一边唱歌，树上的鸟儿也在跟我们和，小小的人呐、在大大的银河，用光速连接我们的快乐，这微笑的泪水是幸福的，你每一次调侃我都记得，当我撅着嘴你多大我一侧，tập 6. Giờ tôi sẽ cho cậu thấy. Bây giờ tôi cách cậu xa chừng này, tôi vẫn có thể truyền bóng qua đó. Tán ngạn. Cậu không sao chứ? Để tôi xem thử. Tôi không sao. Tán ngạn, xin lỗi nha. Tôi không sao hết, cậu yên tâm đi. Sau này tôi nhất định sẽ cẩn trọng hành vi cử chỉ, sẽ không để cậu bị thương nữa. Cẩn trọng hành vi cử chỉ. Cái câu này nghe cũng quen quá nhỉ. Lần này tôi đảm bảo tôi sẽ làm được mà. Cố Tiểu Mãn, tôi tin cậu. Nhưng mà hình như cậu rất để tâm đến chiều cao của bản thân. Tất nhiên rồi, nếu sau này người tôi thích mà cao như cậu, như Triển Việt vậy, vậy tôi đi bên cạnh cứ như con khỉ tung tăng đi theo. Triển Việt vốn dĩ đã giống con khỉ, cậu cùng lắm chỉ là con thỏ nhảy nhót thôi, thế cũng được. Tôi ổn rồi, đừng lo nữa, tiếp tục thôi. Đừng nói chuyện nữa, ngồi ngay ngắn đi. Hôm qua sau khi tan học, cô đã nhặt được lá thư này dưới ghế của một em trong lớp. Lá thư viết cho Tản Ngạn. Những điều còn lại tôi sẽ không nói nữa. Tuy trong lá thư này không có nội dung gì quá phận, chỉ bày tỏ sự tôn sùng với thành tích xuất sắc của Tản Ngạn, nhưng đây không phải là dấu hiệu tốt. Cô không mong gần đến lúc thi đại học xảy ra chuyện gì khiến mọi người phân tâm, nhất là yêu sớm. Rốt cuộc là ai viết? Mau đứng ra đi. Cậu viết mấy cái này đã được sự cho phép của fan club chưa? Quy tắc đầu tiên của fan club là gì? Không được làm phiền việc học tập của Tản Ngạn. Trì Giao Lạp, em ngồi xuống đi. Đây là chuyện riêng tư của em đó, tôi sẽ không công khai tại đây. Điều tôi muốn nói với em ấy là chỉ còn 150 ngày nữa là đến kỳ thi đại học. Tôi khuyên các em tập trung, lo cho chính mình, dùng mọi tâm trí vào chuyện học hành. Ngoài ra tôi mong em này sau khi tan học chủ động đến tìm tôi, chúng ta sẽ nói chuyện thật nghiêm chỉnh. Tất nhiên cô sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ em. Tản Ngạn, cậu cảm thấy là ai giết? Không quan trọng. Vậy cậu mong là ai giết?
Có phải cậu không? Không phải mình. Không phải mình thật mà. Giao tiếp. Cậu làm gì đó? Mấy cậu đến làm gì? Thì tôi cũng thế. Chị Diệp, chắc không phải cậu viết thư tình đấy chứ? Cậu bị điên à? Tôi không chờ nữa. Rốt cuộc là ai? Mai giờ đó từ lúc nào vậy? Cậu nói xem, rốt cuộc là ai viết thư tình? Đúng đó. Chúng ta ngồi chờ nửa ngày trời cũng không thấy ai. Tiểu Mãn, hôm nay mình đã phân tích sơ sơ. Thư tình chắc chắn không phải do cậu viết. Mình chỉ biết viết thư đe dọa. Không tin thì cậu thử xem. Đảm bảo làm cậu sợ đến tè dăm. Cũng đúng. Nếu cậu viết thư tình, chắc chắn sẽ viết cho mình đúng không? Vậy cậu cứ chờ xem. Chờ không nổi thì mình sẽ đốt cho cậu. Đốt cho mình làm gì? Không cần, viết xong đưa cho mình là được. Mình không chê đâu. Đi đi. Cô Triệu đã khiến cô nhọc lòng rồi. Thật sự đã làm phiền cô. Cố Tiểu Mãn. Cố Tiểu Mãn, cô ở văn phòng chờ em lâu như vậy, em cũng chẳng đến, cũng không về nhà. Bây giờ còn dạo chơi ở ngoài. Cô muốn biết trong đầu em suy nghĩ chuyện gì. Cô ơi, cô chờ em làm gì ạ? Cô biết, dạo này thành tích của em có tiến bộ. Rất nhiều giáo viên khen ngợi em. Nhưng còn cách rất xa việc em đậu vào một trường đại học tốt. Bây giờ đã có ý định yêu sớm, sẽ chỉ hại người hại mình. Em có biết không? Không phải. Chắc không phải cô cho rằng lá thư đó do em viết đấy chứ? Em nói thế là sao? Cô nhặt được dưới ghế của em đó. Chẳng lẽ là cô còn vu oan cho em sao? Cô Triệu, đừng giận. Chuyện này là tại tôi. Thật ra là tôi bảo Tả Ngạn đến để phụ đạo cho Tiểu Mãn. Nhưng không ngờ lại có hậu quả nghiêm trọng đến như vậy. Chuyện này đều tại tôi. Tôi thành thật xin lỗi. Tả Ngạn đang phụ đạo cho Tiểu Mãn sao? Cố Tiểu Mãn. Đúng là Tả Ngạn đang phụ đạo cho em. Đó là do bố em nhờ giả. Cậu ấy cũng miễn cưỡng lắm. Ngoại trừ học ra thì tụi em chẳng làm gì cả. Cô à, lá thư này không phải do em viết. Không phải em viết thì sao lại dưới ghế em? Em cũng không biết. Nhưng mà cầm đi. Cô ơi, dở ghi bài. Cô nhìn đi, đây không phải là chữ của em. Đây không phải nét chữ của Tiểu Mãn nhà tôi.
Đúng đó cô, cô phải tin em. Cô đã dạy em hơn 2 năm, chắc không phải chữ em thế nào cô cũng không biết đấy chứ. Tôi cũng thật là. Đều tại cô. Xin lỗi em nha Tiểu Mãn. Bố Tiểu Mãn nữa. Không sao không sao. Kỳ thi đại học sắp tới, cô cũng quá nóng lòng, không tìm hiểu rõ ràng. Không sao đâu cô, giải thích rõ ràng là được. Trên đường đến đây, cô còn gọi điện cho bố của Tản Ngạn, nói chuyện này với ông ấy. Gần đây tâm trạng của Tản Ngạn cũng không ổn định lắm. Đánh nhau, thi xuất ngoại trục trặc. Bố em ấy và cô đang tìm kiếm nguyên do. Tản Ngạn, bố, bố hỏi con, dạo này tình hình của con rất bất ổn, có phải là vì Cố Tiểu Mãn không? Nói đi, con, Cố Tiểu Mãn làm phiền con bao lâu rồi? Tại sao không nói với giáo viên? Cố Tiểu Mãn làm phiền con sao? Cô Triệu đã nói bố biết, con bé còn viết thư cho con. Lá thư đó là do Cố Tiểu Mãn viết thật sao? Bố, bố ngồi đây đi. Có phải nhầm lẫn không ạ? Với lại cô Triệu cũng có nói trên lá thư không có gì quá phận cả. Bố, liệu bố có làm quá lên không? Bố, không có gì khác thì con đọc sách đây. Đúng là bố hơi làm quá. Nhưng giờ con đang học lớp 12, đương là lúc học hành căng thẳng. Tiểu Mãn có tâm tư thế này không tốt tí nào. Nghe nói con bé giống y như bố nó, đều rất ngang bướng. Chỉ cần là chuyện họ muốn thì không ai ngăn cản nổi. Bố, con nghĩ chuyện này bố và cô Triệu đều đang làm quá lên rồi. Con có chừng mực. Tuổi của con thì có chừng mực gì chứ? Càng không biết kiềm chế. Vậy đi, dù sao học kỳ này cũng sắp kết thúc rồi, con ở nhà tự học đi, đừng đến trường nữa. Cũng để mọi thứ dịu lại. Sao lại vậy chứ? Thế chẳng phải làm quá lên sao? Bố chỉ muốn tốt cho con thôi. Con xem trạng thái của con trong học kỳ này. Nếu chúng ta đã quyết định ở lại trong nước học tập, vậy con hãy nhân thời gian này điều chỉnh lại bản thân đi. Ôn bài đi. Rốt cuộc là ai giết chứ? Sao lại ở dưới ghế của mình? Cậu không nhận ra mình đang tức giận sao? Tên mọt sách lại đang phủ đảo cho cậu. Cậu giấu kỹ thật đó. Nhỏ tiếng thôi. Lỡ như mọi người tưởng mình và Tả Ngạn có gì thì sao? Cậu nói đi. Tại sao mọt sách chỉ phủ đảo cho cậu? Bố mình mời cậu ấy. Bây giờ xảy ra chuyện này, chắc cậu ấy sẽ không đến nữa. Thế còn được. Cố Tiểu Mãn, lúc trước tôi quả thật đã nhìn lầm cậu. Trước giờ tôi chưa bao giờ thấy người mặt dày và tâm cơ như cậu. Uống thuốc đi. Hôm nay cậu uống lộn thuốc rồi. Kêu gào linh tinh gì đó. Giao Lạc, cậu nói gì vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Đến giờ mà cậu còn giả vờ vô tội. Chúng tôi đều biết bức thư đó là do cậu viết. Bao nhiêu bạn trong lớp đều thấy Tản Ngạn tốt, kể cả lớp trưởng. Sao lại lôi mình vào? Nhưng chúng tôi chỉ coi cậu ấy là tấm gương. Chúng tôi biết Tản Ngạn dồn hết tâm trí vào việc học. Chúng tôi không nỡ quấy rầy. Cố Tiểu Mãn, hôm qua cô Triệu bênh cậu, không nói tên cậu ra. Sau khi tan học, cậu còn dám cùng chúng tôi đi canh, xem ai sẽ đi tự thú. Cậu nói xem, cậu đang đóng Vô Gian Đạo hay Chân Hoàng Truyện thế? Cậu giỡn mặt chúng tôi à? Các cậu nghe ai nói bức thư đó là do tôi viết? Là tôi chính tay nghe thấy cô Triệu gọi điện cho bố Tản Ngạn nói. Đừng gây thêm rắc rối cho cậu ấy. Phải đấy, phải đấy. Cậu nghĩ là ai được nhỉ? Nhìn kìa, cô Triệu. Chào anh, bố Tản Ngạn. Xin lỗi quấy rầy anh rồi. Có chuyện này tôi cần phải cho anh biết. Cố Tiểu Mãn. Mọi người nghe tôi nói, bức thư đó không phải do tôi viết. Trong chuyện này có hiểu lầm. Hôm qua cô Triệu đã tìm gặp tôi rồi.
Nét chữ trong bức thư đó khác chữ của tôi. Cậu có thể viết theo nét chữ khác mà. Rốt cuộc phải nói thế nào các cậu mới chịu tin tôi? Kệ họ đi, mình tin. Không được, mình nhất định phải thanh minh chuyện này. Tản Ngạn, cậu đến đúng lúc lắm. Tản Ngạn, cậu nghe tôi nói đã. Cậu đừng nghe cậu ấy nói. Bức thư hôm qua không phải do tôi viết. Tản Ngạn, cậu nhất định phải tin tôi. Tản Ngạn, cậu đừng tin cậu ấy. Cậu ấy giả hoạt lắm. Tôi đã bảo không phải tôi viết mà. Cậu ấy chứng minh kiểu gì? Các em đứng ngoài lớp làm gì? Ngồi xuống hết, tôi có chuyện cần nói. Dù bức thư hôm qua là tôi xử lý chưa ổn thỏa, chưa điều tra rõ ràng, tưởng lầm là em Cố Tiểu Mãn giết. Ở đây tôi trịnh trọng xin lỗi em Cố Tiểu Mãn. Em học sinh viết bức thư đó hôm qua vào lúc khuya đã dốc hết dũng khí nhận lỗi với tôi rồi. Cô ơi, rốt cuộc là ai giết thế ạ? Phải đấy, là ai ạ? Tôi đã hứa sẽ giữ bí mật cho em ấy. Làm gì vậy chứ? Phải đấy. Vậy là chúng ta nghĩ qua cho Tiểu Mãn rồi. Các em trật tự đã. Sở dĩ cô sốt sắng như vậy chỉ là cô lo cho các em yêu sớm và giai đoạn quan trọng này. Em đó đã giải thích. Em ấy cũng chỉ băn khoăn về tình hình học tập của mình nên mới viết vào sổ nhật ký. Nhắc đến Tản Ngạn cũng chỉ đơn thuần coi Tản Ngạn là tấm gương học tập. Bây giờ hiểu lầm được quá giải rồi. Các em cũng đừng nghi ngờ bạn học nữa. Đúng rồi, còn một chuyện nữa. Học kỳ này Tản Ngạn sẽ ở nhà ôn tập, không đến trường nữa. Hay, hay quá. Ngưỡng mộ quá. Tại sao thế ạ? Đâu có phải Tản Ngạn làm sai gì đâu. Phải đấy, tại sao chứ? Đây không phải là kỷ luật, là bố Tản Ngạn xin nhà trường. Hy vọng Tản Ngạn ở nhà có thể điều chỉnh trạng thái cho tốt. Tại sao chứ? Mình cũng muốn tự học ở nhà. Tản Ngạn, Cố Tiểu Mãn, vụ này đều tại cậu. Là cậu tìm cô Triệu, bảo cô ấy bị ra lý do giúp cậu thoát tội phải không? Bằng không sao lại trùng hợp như vậy? Thứ mà người khác giết lúc đầu lại tưởng là cậu giết. Giao Lạc, tôi đã bảo, tôi có thể chứng minh không phải Cố Tiểu Mãn giết. Chuyện gì? Sự quan trọng đại, cậu đừng nói linh tinh. Yên tâm, tôi có thể chứng minh bức thư đó chính xác thì là chương nhật ký đó không thể nào là Cố Tiểu Mãn viết. Bởi vì tôi đã xem hết nhật ký của Cố Tiểu Mãn rồi, trên đó chỉ viết đúng một người, chính là tôi. Kiến Diệt, cậu nói cái gì đấy? Giúp cậu. Nhưng tôi và Cố Tiểu Mãn thân tới mức từ nhỏ, có thể mặc chung một cái quần. Bao nhiêu con mắt thế này nhìn không thấy sao? Tản Ngạn, cậu định về luôn như vậy thật sao? Học kỳ này sẽ không đến nữa sao? Tản Ngạn, Tản Ngạn, cậu đang giận tôi sao?
Cậu ấy sẽ không về nữa. Tán Ngạn. Tán Ngạn. Cố Tiểu Mãn, nội dung tuần này cậu xem thế nào rồi? Bố. Tán Ngạn. Tán Ngạn nói nó không tiện đến nữa, nhưng nó đã đến tận bệnh viện tìm bố, rồi bảo bố gửi con cái này. Thằng bé Tán Ngạn này đúng là hết chỗ nói, giữ chữ tín, có đầu có cuối. Tự nó không tiện đến mà vẫn không quên chuyện bại dở của con. Tiểu Mãn, chúng ta phải chịu khó học tập, bằng không sẽ phụ lòng Tán Ngạn đó. Con xem đi. Đúng. Mình không thể phụ ý tốt của Tán Ngạn. Đó là tiền đồ của mình, và cả sự kỳ vọng bố dành cho mình. Mình phải phấn đấu hơn mới được. Cố lên. Cố Tiểu Mãn, sao em lại ở đây? Chuông reo rồi, vẫn chưa vào phòng thi của mình sao? Cố Tiểu Mãn. Tán Ngạn. Thì cố gắng nhé. Cố lên. Kỳ thi lần này, kết quả thi của cả lớp đều đã tiến bộ, chứng tỏ thời gian qua, công sức của các em đã không uổng phí. Các em tiếp tục cố gắng nhé. Vâng. Tại đây, tôi phải đặc biệt biểu dương em Cố Tiểu Mãn. Cố Tiểu Mãn, em có biết lần này em đã tiến bộ lên bao nhiêu không? Hơn 400 bậc đó. Tất cả các giáo viên đều kinh ngạc. Hơn 400 bậc. Em lọt top 100 rồi. Đúng. Cả khối có 18 lớp, hơn 600 người. Lần này Cố Tiểu Mãn đã giành 542 điểm, xếp thứ 98. Tôi là một đứa nhỏ ham ăn, rất thích ăn bim bim. Tán Ngạn, tôi đến mua bút. Cái cậu ăn bút đến rồi, một tháng hết tận mấy chiếc. Bút nhà tôi chất lượng tốt như vậy, sao lại tốn thế chứ? Thực ra chất lượng bút không tốt, thật sự không tốt. Vậy mà cậu còn tới mua sao? Cậu chúc mừng cậu đã thi được vào top 100. Đâu có, là tôi nên cảm ơn cậu mới phải. Nếu không có cậu, bây giờ tôi còn đang đổi sổ ấy. Hôm nay lúc ở trường, tôi đã muốn chính thức cảm ơn cậu rồi, nhưng lại sợ mọi người nhìn thấy sẽ lại hiểu lầm. Này, cho tôi sao?
Đây là vở ghi chép mới. Đúng lúc được nghỉ. Cậu nghỉ ngơi vài ngày trước đi. Nếu trong này có chỗ nào xem không hiểu, thì cậu cứ gửi tin nhắn cho tôi. Tôi đến thư viện dạy cậu. Tản Ngạn, cậu tốt với tôi quá đi mất. Vì sao cậu lại giúp tôi nhiều như vậy? Đó là vì tôi đã hứa với bố cậu. Hơn nữa, cậu tiến bộ nhiều như vậy. Là thầy giáo nhỏ của cậu, tôi thấy rất tự hào vì bản thân. Mau về nghỉ ngơi sớm đi. Nghỉ lễ vui vẻ. Nghỉ lễ vui vẻ. Bye bye. Tôn trọng, CEO, hãy cổng, pronunciation, phát âm. Ba. Bố, chào buổi sáng. Sao con dậy sớm vậy? Con muốn ôn tập nhiều hơn một chút mà. Kiến thức căn bản của con lúc trước kém quá. Bây giờ muốn thi được điểm cao thì bắt buộc phải tốn thời gian nhiều hơn nữa mới được. Học tập quan trọng, nhưng mà sức khỏe cũng quan trọng không kém. Bố yên tâm đi. Cơ thể này của con, trâu có gục rồi, con cũng không gục đâu. Con bé này không phải là có chuyện gì đấy chứ? Chơi nữa, chán chết. Sao cậu lại yếu xìu như bánh bao ngâm nước vậy? Tôi đi tìm Cố Tiểu Mãn đây. Cậu tìm Cố Tiểu Mãn có việc gì sao? Cũng không có gì, chỉ là lâu lắm rồi không gặp. Đi xem cậu ấy đang làm gì. Sự tồn tại của sao Hải Dương. Đầu tiên nó là... Làm gì đấy, Cố Tiểu Mãn? Cậu lại đọc sách à? Một ngày đẹp trời thế này, cậu không thấy chán sao? Có gì nói mau, mình bận lắm. Chúng ta ra ngoài chơi đi. Đi ăn, đạp xe, đá bóng. Không đi đâu. Cậu không thấy là mình không có thời gian sao? Vậy chúng ta đến phòng tập quyền anh đi. Cậu thích nhất là đến đó mà. Mình có thể tập với cậu một trận, làm báo cáo cho cậu. Đi đi mà, mình đã hy sinh lớn như vậy rồi. Không đi đâu. Cậu tự đi chơi một mình đi. Cậu thay đổi quyết định rồi. Không phải, mình chỉ muốn nói cho cậu biết. Cậu cứ gõ cửa sổ như vậy thật sự rất phiền. Cậu mà còn gõ nữa, mình sẽ nói với bố đấy. Đi đi. Rốt cuộc là sai chỗ nào nhỉ? Tản Ngạn, có một câu tôi không biết làm. Có thể gặp nhau một lát không? Cố Tiểu Mãn. Tản Ngạn, cậu đến thật rồi. Tôi đã đồng ý với cậu là sẽ đến, thì nhất định sẽ đến. Ngồi đi. Câu này nên tính như thế này. Làm thế này không đúng rồi. Nên làm thế này. Đã hiểu chưa? Cố Tiểu Mãn, cậu xem đi.
Phức tạp quá sao? Nhưng mà với trình độ hiện giờ của cậu, hẳn là không thành vấn đề chứ. Tôi nghĩ một cách đơn giản hơn nhé. Vậy tôi tính lại lần nữa. Không chơi nữa. Chồng gì cả của cậu vẫn chưa đi sao? Nóng nảy vậy. Các cậu còn nhớ hôm chúng ta bị thầy Dương phạt chạy không? Tiểu Mãn sắp bị ngất, nên tôi muốn chạy qua đó. Thế mà Mọt Sách lại còn chạy nhanh hơn cả tôi. Cậu nói xem, với cái cơ thể yếu như gà của cậu ta, sao có thể chạy nhanh hơn tôi chứ? Không nhớ nữa. Tôi chỉ nhớ bạch cảm kê, gà hâm, thịt kho tàu. Cậu bất nghĩ đến ăn đi. Hình như đúng là có chuyện như vậy. Nhưng mà cậu nhớ tới làm gì? Các cậu nói xem. Mọt Sách, cậu ta không thể nào thích Cố Tiểu Mãn đâu nhỉ? Cậu nói đùa khó đỡ thật đó. Ai lại thích cái đồ nữ kim cương đó chứ? Muốn làm thịt viên thiếu đòn sao? Khỉ, cậu là quân sư rậm chó. Cậu nói xem. Thứ nhất, cậu mới là chó. Thứ hai, tôi không biết học bá của chúng ta có thích Tiểu Mãn hay không, nhưng mà triển diệt cậu. Tôi cái gì mà tôi chứ? Tôi không hề. Tôi chỉ đang xoắn suốt chuyện sao tôi có thể chạy chậm hơn cả Mọt Sách được chứ. Được rồi, vậy thì tùy cậu, được chưa? Đi. Tôi không thể nào. Tôi sao tôi có thể chạy chậm hơn cả cậu ta chứ? Sao cậu không vào đi? Tả Ngạn, hôm nay tôi đến tìm cậu không phải là để hỏi bài, là muốn tặng cậu cái này. Cảm ơn. Tôi có thể mở ra không? Cậu mở ra xem thử đi. Thế nào? Có thích không? Thích. Tôi nghe nói loại bút máy này chất lượng lắm. Như vậy thì cậu sẽ không cần đến chỗ bà mua bút máy. Vậy tôi về trước đây. Cố Tiểu Mãn, nếu đã ra đây rồi thì chi bằng học tập kết hợp với nghỉ ngơi, thư giãn một ngày đi. Sao cậu đột nhiên lại muốn thử cái này? Tôi tò mò đó. Được rồi, nhưng mà tôi sợ cậu bị thương. Tôi yếu đến thế sao? Vậy cậu muốn học cái gì? Thế này đi, cậu dạy tôi một bộ quyền ngầu một chút đi. Được rồi. Vậy cậu nhìn nha. Quyền, trước tiên phải thế này.
Chúng ta học thêm về dung quyền một chút đi. Vẫn là thế này. Đúng rồi, eo của cậu phải xoay một chút. Tả ngạn.什么？